Ngày hôm nay thì kế hoạch anh em tôi là đi Tam Trúc và Phi Lai Địa Tạng, cho nên là ghé qua nhà bạn Tuấn. Trà pha chưa ông bạn ơi? Pha rồi ông ạ. Pha rồi à? Quay xong rồi ngồi uống nước. Rồi ok. Chụp hình xong chưa? Xong rồi. Cô Huyền. Xong rồi anh ạ. Em ơi, tôi thay lời chào khán giả của anh thôi. Vâng, xin chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu về cây bonsai nghệ thuật là mộc hương cũng như mẫu đơn thì đến với nhà vườn Mạnh Tuấn Hà Nam các bác nhá. Hoa nở đầy ven đường đúng không ạ? Thấy không khí tiết rồi anh em ạ. Tôi chào tất cả những người anh em nhé. Hôm nay tôi cùng nhóm anh em bạn ghé qua Hà Nam chơi. Và thưa với quý vị anh chị các bạn, chúng tôi đang có mặt ở nhà vườn Mạnh Tuấn. Đây là nhà vườn Mạnh Tuấn ở Thanh Liêm, Hà Nam các bạn nhé. Đây là không gian tổng thể khu vườn nhà bạn Tuấn. Sát khu nhà có cây bàng to nhỉ. Cây kia mà bàng lá đỏ thì hơi bị phê đấy. Gia chủ của nhà không nhỉ? Dạ, em chào anh ạ. Chào chú. Tất cả anh em đam mê đam bonsai trên toàn quốc ạ. Chào chú nhá. Dạ vâng, em mời anh ngồi thôi ạ. Đây là vườn mộc hương của nhà em. Chào em nhá. Vâng ạ, em chào anh. Chị đến xem cây. Nhà vườn nhiều cây đẹp quá nhỉ. Dạ. Nhà vườn Mạnh Tuấn, đây là xã Thanh Nguyên các bạn nhé. Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Tôi thấy tổng thể cảnh quan không gian của nhà bạn Tuấn thì ở đây là cái lượng cây mộc rất là nhiều. Rất nhiều cây mộc các bạn. Tí nữa sẽ nhờ chủ vườn giới thiệu một số cái tác phẩm ở trong khu vực sân vườn này. Hai vợ chồng em xây dựng khu vườn cây này được bao lâu rồi? Dạ em thì bước vào vườn cây này cũng mới thôi, gần 3 năm anh ạ. Gần 3 năm? Vâng. Cái vườn mộc này thì chuẩn bị được 2 năm rồi. Vâng. Số lượng tổng thể là bây giờ là mình có bao nhiêu gốc như này em? Hiện tại nếu mà những cái to như này thì em có khoảng 20 gốc. Còn 20 gốc. To cả nhỏ là khoảng 40 gốc anh ạ. Chủ yếu là mộc bonsai nhỉ? Vâng, em chuyên chơi cây thế. Làm như này thì khi mà mình mua phôi là ngày xưa em mua ở vùng nào vậy? Em trên sân của em chủ yếu là mộc ở Nam Định, khu vực Nam Định. Sưu tầm mang về và tạo tác. Tức là em làm đấy hay là có nhờ nghệ nhân ở đâu không? Về cơ bản thì là em mua về rồi em làm bước một rồi dần dần tay cành em tỉa tót đi. Hàng chủ yếu là hàng cắt giật cho nên là... Làm lâu đúng không? Em ơi, cây này em làm là được khoảng năm không? Cây này nếu mà tính trên chậu thì em mới thay chậu thôi, còn nếu mà ngồi chậu là được khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm rồi. Còn trước kia là em nuôi ở dưới đất, dưới vườn để cho những cái cành tay này nó to ra, nó nhanh hơn trên chậu. Khi nào mình thấy ổn định rồi thì mình thấy khỏe thì mình cho lên chậu nhá. Cái đường này ngày xưa là phẫu à? Mình dạ, phẫu vâng. À? Phẫu này thì khoảng bao lâu thì đó liền nhá? Có này khoảng 5 rưỡi 2 năm là 5 rưỡi 2 năm. Nhưng phải ở dưới đất. Phải dưới đất chứ còn lên chậu thì bị chìm xuống đúng không? Nếu mà vào dây như thế này thì trong vòng tầm độ khoảng 2 năm là ổn rồi. Nếu mà những cái cành con này thì 1 năm là đã chịu được rồi anh ạ. Vâng. Nhưng có điều là em số lượng nó nhiều và em chưa có thời gian để em tháo ra thôi. Lượng cây nó nhiều đúng không? Gốc này vanh khoảng bao nhiêu hả Tuấn? Vanh gốc bạn này 29 ấy ạ. 29. Vâng. Cây tổng bóng cao tầm độ khoảng là 1m1 à? Nếu như cây này mà thời điểm bây giờ thì giá nó khoảng bao nhiêu? Khoảng thôi ạ. Dạ nếu như một cái cây như thế này thì em đang giao dịch dao động từ 35 đến 40 triệu tùy từng cây. Nhưng mà trong cái ngưỡng đó. 35 40. Vâng. Bông tàn ấm rồi nha. Đẹp. Và không phải làm kỹ thì... Cây này có cái bệ đẹp quá nhỉ? Dạ vâng. Cái này
bệ trải dài này, chiều ngang, chiều chạy dài là đến 40 không? Vâng. Còn 40 nhỉ? Vâng. Còn cái vanh thân chính này là bao nhiêu em? Cây nghệ thuật thì em cũng ít đo, nhưng mà nó ang áng khoảng 40-42 ạ. À. Vâng. Đẹp đấy, cây đẹp đấy, bóng. Cái này nói là già nhất cái vườn của em. Ừ, chất nhỉ. Anh thích cái bộ bệ này này. Vâng. Bệ đẹp quá. Quá đẹp luôn. Anh thấy là em có một cái đôi cây to như này thì khả năng là làm được cái tàn này là cũng lâu lắm nhỉ? Tàn dày nhỉ? Vâng, cái này cái bóng của nó thì cũng tương đối anh ạ. À. Mình vẫn phải giật một hai lần nữa thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Em thì em vẫn chưa để yên như thế này được. Còn xử lý nữa. Vâng. Huynh đệ đồng khoa, rất hợp, cây có hai thân lớn. Vâng. Dựa vào nhau. Cái này vanh này là đến 50-60 nhỉ? Chỗ đấy là 52 anh ạ. 52 à? Vâng. 52 mà thoát lên là được khoảng 40. Nhưng mà bộ tàn đẹp đấy em ạ, bộ tàn dày quá, đẹp nha. Bộ tàn đẹp. Thế là mai kia là tầm độ khoảng chơi qua Tết là phần trên này em lấy được khoảng tầm này anh phải cắt nữa chứ nhỉ? Là vâng, em đúng không? Giật khoảng xuống khoảng 20 phân đến 30 phân. Tức là từ đỉnh kia xuống 20 phân. Dạ vâng. Là vừa cho nó ấm hơn, dày hơn, vâng, đúng không? Giật từ đây. Giật lên. Tạo mái. Vâng. Ừ. Tạo mái. Cây ngoài kia cũng xu hướng cũng như thế đúng không? Em có ý tưởng này là lên một đôi ạ. À. Giống nhau vâng. Chú trẻ tuổi mà xây dựng được vườn bọc bonsai này là quý đấy. Cũng lâu công nhỉ? Dạ. Cây này vanh khoảng bao nhiêu em? Cây đấy vanh khoảng 35 anh ạ. Vâng. 35. Nhà có hàng cau hay nhỉ? Hàng cau đẹp. Đây là loạt đang làm à? Vâng, loạt này em đang bắt đầu là mới qua một nước xử lý. Hàng nhỏ ạ. Hàng nhỏ ạ. Nói chung hàng bê tay này là thích này. Đúng không? Dành cho các bác mà ở trên chung cư, phố. Ô, cái này có cái bệ trải dài phết kìa. Bệ trải dài này mà nhiều thân này là dễ tạo bóng lắm, dễ tạo dáng. Một con này em cũng rất tâm đắc. Hay nhỉ? Vâng. Nhỏ mà xinh đúng không? Đang bình đẳng. Cái này nó cũng dễ làm. Nó có nhiều dữ liệu để làm. Vâng. Cây này cũng thế này, hay phết nhỉ? Cây này thì tàn nấm rồi. Sao quay chụp được nhiều chưa các cô? Khá rồi anh ạ. Cô tâm đắc nhất cây nào trong này? Em tâm đắc là tác phẩm này anh ơi. Tuyệt thế giai nhân. Các cô mà cứ đứng vào cạnh cây nó thành giai nhân và không đẹp thành đẹp. À, đúng không? Vâng. Nói gì nói người đẹp cây đẹp đúng không? Tác phẩm này em thấy tâm đắc nhất ở nhà vườn này. Chú Tuấn ơi, nếu mà giao lưu tác phẩm này thì khoảng bao nhiêu? Dạ, cái này em chưa giao lưu ạ. À, chưa giao lưu, để đó, chơi thôi gì? Dạ, cái này em phải thay chậu rồi, em phải giật thêm một lần nữa. Vâng. Đây là một trong những cây mà em tâm huyết nhất. Cây này, cái bệ gốc của nó trải nhỉ? Vâng. Nó trải đều đẹp đấy. Nó móng. Ừ, móng đẹp. Vâng. Vanh này là khoảng... 37 anh ạ. 37 à? 70. Cái này đến Thanh Minh thì tàn em sẽ giật một lần nữa. Tàn dày. Thích bộ móng này em ạ. Thích bộ móng này. Chú Tuấn ơi. Dạ. Cái cây này thì... cái bóng mà cái thân hoành kia là nó dài được mét con này không? Từ đây ạ. Tính từ gốc chạy bay ra ấy. Bay ra khoảng 1m7 ạ. 1m7 à? Vâng. À. 1m6, 1m7. Cao 1m5 nhỉ? Cao tầm 1m5 ạ. À. Đẹp quá. Bề ngang nó khoảng 2m, 2m1. Nói chung là làm cây mà hai thân này phải có một cái
thân ngọn của cái kia nó bay dài ra, nó diễn như thế nó mới hay, đúng không? Thực ra là em cũng chưa ý đâu. Ra Tết em sẽ xử lý lại cái phần ngọn, cái cành hồi của nó em chưa xử lý lắm. Xem là ngắm bộ tàn nhé các bạn nhé. Đây tôi quay lấy bộ tàn này thì nó hơi ngược sáng một tí nha mọi người. Đây là vế sau của tác phẩm. Hai thân, mỗi thân vanh tầm được khoảng 20 mấy à? Em cũng chưa đo nên là cũng bảo trên là khoảng khoảng đúng không? Vâng, khoảng 2x. Khoảng 2x. Cái cây này chú làm được bao lâu rồi? Cây này thì nó cùng lứa. Vâng. Nếu mà về từ lúc kéo cành đến lúc cắt giật thì bây giờ là được hơn 2 năm rồi. À, cùng loạt đấy. Vâng, cùng loạt. Cây này bây giờ giao lưu khoảng bao nhiêu chú? Và cái lô này thì em cũng vừa chia sẻ là loanh quanh từ 35 đến 40 triệu một cây. Tức là trong khoảng giá? Trong khoảng giá đấy. Cả một cái lô này? Vâng. À, chỗ này chú vừa bảo bao nhiêu cây nhỉ? Cái to thì tầm 20 cây ạ. À. Còn lô trên chậu đen đen như này thì là em có 9 cây. Đây, anh nhìn hàng cắt giật nhìn nó nảy rất khỏe. Nảy khỏe. Vâng. Đa phần là vanh gốc nó sẽ rơi vào khoảng là... Như cây này là 31 anh ạ. Ờ, à, 30, 35. Vâng. Đây, cây này rất dài. Em cũng rất thích trong cái lô này. Cái cành ngang của nó rất dài. Cây này là giá cũng dao động trong tầm được khoảng 30-35 đấy thì nhá. Vâng ạ. Ok, cây này mới cắt được không? Cây này em cắt được 1.5 tháng rồi ạ. À. Vâng. Trước kia nó trước, cao. À, bôi keo là mà đúng rồi, vết mới. Vâng. Cây này bây giờ được cái gốc này to à nhỉ? Vâng, chân bệ. À, chân này hay nhỉ. Cái này riêng về bệ chạy của cái chân móng này nó cũng khoảng 40 rồi. Đây này tôi đo 1 gang này, 1 gang tay này, nửa này các bạn này. Dạ. Thế còn lên trên này là 47 này vanh, 47 mà thoát của thằng này nó vào tầm độ khoảng 20, cũng tầm 40. Xu hướng cây này là tầm độ khoảng mấy năm nữa thì ổn nhá? Cái này em làm trong khoảng 1.5 năm nữa. À, vâng ạ. 1.5 năm nữa. Mộc làm răm thì nó cũng nhanh thôi. À. Anh thấy nhà chú trồng nhiều cau nhỉ? Cao là bố em rất thích cao. Cái cao này là cao cọ nhỉ? Cao này là cao lùn thôi, chứ em cũng không nghĩ là cọ đâu. Cọ là sẽ khác ạ. Nhà mà trồng nhiều mộc này thì đến mùa như thế là hương thơm, nó thoang thoảng, mùi của hoa mộc này nó dịu. Nói chung là những cây mà có form dáng xiêm như nhau, như hai cây này nó cùng một form rất đều nhau, vanh này thì cũng tầm độ khoảng 30 thôi, trên dưới 30. Con đấy 33, con này 41. Đấy, bóng tàn thì chắc lên tầm độ khoảng mét. Im. Chú bắt đầu vào nghề cây là được khoảng bao nhiêu năm rồi? Em thì từ lúc bắt đầu về đến giờ em làm được gần 3 năm rồi.
trước kia là lấy phôi nó to sẵn rồi đúng không? Ông về mình tạo bóng tạo dáng thôi. Cây này tàn ấm lắm rồi nhỉ. Nó tròn. Bóng tròn đẹp. Năm thân. Vâng. Ừ. Cái mộc ở vườn đấy em anh thấy là em thử toàn mộc chuẩn đấy. Mộc chuẩn đấy. Chọn những cái hàng mà gốc nó một gốc lên nó có nhiều thân, mình dễ tạo dáng thế bonsai. Vâng. Tổng thể đẹp nhiều hơn. Thưa quý vị anh chị các bạn, ít phút chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn ở không gian nhà vườn Mạnh Tuấn ở Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Nhà vườn chuyên về mộc bonsai các bạn nhé. Và tôi cũng tranh thủ một đoạn hình để chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn. Đến bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua khung hình khác. Ngày hôm nay thì kế hoạch anh em tôi là đi Tam Trúc và Phi Lai Địa Tạng, cho nên là ghé qua nhà bạn Tuấn. Đây là một cung đường, nếu mà quý vị anh chị các bạn mà có nhu cầu về các tác phẩm mà bonsai, những cái cây mộc như thế này thì liên hệ với chủ vườn với số điện thoại 0975283325. Thì chúng tôi dành một ít phút ở không gian nhà vườn thì ngắm cảnh rất là đẹp. Anh em tôi qua ngồi uống trà. Trà pha chưa ông bạn ơi? Pha rồi ông ạ. Pha rồi à? Quay xong rồi ngồi uống nước. Rồi ok. Mấy cô như mình ghi hình xong chưa? Chụp hình xong chưa? Xong rồi. Cô Huyền. Xong rồi anh ạ. Nhóm anh em bạn bè và gia đình chúng tôi thì hôm nay là đi du lịch mấy điểm ở Hà Nam. Nhân tiện ghé qua nhà bạn Tuấn chơi. Thôi chào cần nữa. Em ơi, thôi thay lời chào khán giả của anh thôi. Vâng, xin chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu về cây bonsai nghệ thuật là mộc hương cũng như mẫu đơn thì đến với nhà vườn Mạnh Tuấn Hà Nam các bác nhá. Số điện thoại bác Trường bác vừa đọc rồi. Vâng, số điện thoại thì đã có ở trên này rồi. Ok. Ôi chào gia chủ nhá. Dạ vâng, em chào anh. Anh em ta ngồi uống nước xong là còn đi đây. Vâng. Ngày hôm nay dành có một ngày ở Hà Nam thôi. Nhá, chào chú. Xin chào nhà vườn nhá. Mình lại lên đường thôi.